Xin chào tất cả các bác nha. Rất vui khi được gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Mạnh. Hiện giờ thì Mạnh và anh Sự và em Hoàng nữa đang có mặt ở vách đá số 1. Vách đá số 1 thì các bác cũng biết là trong quá trình là hơn một tháng xử lý vách đá số 1 thì đến giờ thì vách đá số 1 là đường thông hè thoáng nha các bác. Và tất cả những cái gì ở trên mặt đường ấy, thì đến giờ là nó đã ổn định rồi. Sau nhiều tháng rồi, bởi vì vách đá số 1 là đã làm xong khoảng 4 tháng rồi. Thế nên là tí nữa anh em Mạnh thì sẽ di chuyển qua đó. Hôm nay thì Mạnh với anh Sự với cả em Hoàng thì là nghỉ nha các bác. Thời tiết là vừa ngãy nó vừa mưa xong. Thì hôm nay là sẽ ăn cơm ở trên lán nhà ông giáo. Và tí nữa thì sẽ cùng với anh Sự với em Hoàng thì sẽ ghé qua thăm ao ông giáo. Xem là cá mú đợt này của ông giáo như nào rồi. Giờ anh em mà đi qua chỗ khu vực ruộng của nhà chú Xì. Đỗ ngon quá, thế là lấy thêm một ít. Bà con ở đây thì đang bắt đầu là gieo mạ hết rồi. Nhà chú Xì này mạ sắp cấy được rồi. Lấy quả già già tí anh chưa ạ? Đỗ xài lắm. Tí nữa ăn hạt nó. Đỗ thích chưa? Đỗ ở đây thì yên tâm nhé. Không có một tí gọi là thuốc thang gì cả. Mũ Hoàng theo toàn mồ hôi. Tí hôi cả sang cả đỗ. Đỗ thích chưa? Đỗ của mình ở ngoài kia là cũng sắp có quả đấy. Dây thấy tốt tốt rồi. Em có một đám bên kia mà nhỉ? Đấy, một đám hôm nọ lấy cả rau lên nhà anh Sự ăn này. Nhưng mà bị gà nhà anh Tỏa nó ăn mất một nửa rồi. 80%. Đủ chưa? Đây này, đoạn này sai này Hoàng ơi. Đây này. Rau cải của nhà chú Xì này sao nó táp hết lá đi nhỉ? Táp lá đi cho lợn nhá. Cho lợn á? Đâu anh Sự, xem của anh Sự bằng nào à? Bằng này rồi. Đâu? Thôi được rồi đấy. Nhiều quá. Hết luôn đi. Đây cho vào mũ đi. Ôi, đầy một mũ. Đấy, rơi tả tơi rồi này. Đây đi ra đường này luôn này. Đi ra đường kia. Ô, cái này là bị thối, cho vặt đi. Do mưa quá à? Mưa quá bị. Cái này nên vặt đi cho lợn rồi. Cái này ăn nguyên cái cứng này ngon lắm này, đây này. Đúng rồi. Nhưng mà nó hỏng hết rồi. Bắp cải này là nếu mà chịu được mưa ấy. Mà rồng sớm nên là đến giờ là cuốn hết rồi đấy. Đúng rồi. Nhưng mà bắp cải này là như Tết cũng được đấy. Mấy cây Tết được đấy. Đây này, rau này mới ngon này. Rau này đúng chuẩn rau cải vùng cao không? Gần đúng ấy. Xịt đúng à? Ừ. Nó cũng lai lai rồi nhỉ? Cũng không đúng mấy đâu. Kia, kia mới đúng. Đây là cây này á? Ừ, cây này với cây này. Cây này với cây này đúng à? Ừ, còn... còn mấy cây này là bị lai rồi à? Lai, mấy cây này lai. Cây này, ba cây này đúng. À, đây cà chua này sắp chín rồi này. Sắp chín rồi. Ừ. Đây này, ớt xong là dằm với cả cà chua nướng này này. Chấm ngon lắm. Đỗ bên này cũng cầm cầm. Đây này, đỗ bên này xài chưa? Lạnh, lạnh quá nó cầm. Ừ. Xài lắm này. Nhà chú Xì chỉ cần khoảng độ đây này, khoảng độ 2-3 luống này là ăn đủ rồi đúng không? Đây chẳng qua là rồng cho mọi người đi làm đường mới rồng nhiều này. Mạ này là gieo sau sao này, vẫn chưa thấy xanh xanh. Đám trên này là gieo lâu lắm rồi này. Đáng nhẽ là phải gieo cùng một lứa luôn đấy.
Đấy, bà con là đang phát dọn hết rồi nha các bác. Trước là để hoang hóa là không có rồng cây mấy. Giờ là phát dọn. Mạnh đang hướng cho gia đình nhà em dư là trồng keo ở đây, nhưng mà gia đình nhà em ấy vẫn đang muốn trồng một vụ ngô. Đây, vách đá. Vách đá này đi lần nào cũng muốn rơi mũ nhờ. Nó vắng tí này. Ôi, cào. Nhìn trên trời. Nhìn trên trời à? Anh Sự bắt đầu học lái máy xúc là ở vách đá này đây ấy. Đúng vách đá này luôn. Đây là toàn bộ cái khu vực này là từ cái mép này vào đây là gần như là phần cốt đá cứng hết này. Bây giờ cỏ kia nó mọc xanh le hết dưới này rồi này. Vách đá số 1. Các bác xem qua video chắc là vẫn còn nhớ từ những lúc những cái cây này mà Mạnh với cả em Hoàng cùng với cả bà con nữa là có kê cái cây từ đây sang bên này làm một cái cầu gỗ lúc đó. Sau máy xúc là đi được sang đến phía bên này thì là 2 ngày hôm sau thôi. Đến 2 ngày hôm sau thôi thì nó có một cái trận mưa to. Thì là cái cầu công vụ này là bay xuống dưới này luôn. Đến giờ là đoạn này là ổn rồi. Cực ổn luôn. Đoạn này quá yên tâm. Như đoạn này là rộng toàn 3 mét rưỡi. Dư đang vào sao ấy? Vạch đá. Đây, em có một cái kỷ niệm về cái vách đá này đấy. Nếu nói đến vách đá số 1 này thì sau này là anh Sự sẽ là phải là người nhớ nhất. Bởi vì kỷ niệm của anh Sự với cả Hoàng ở chỗ này là học lái máy ở đây. Xin chào. Bây giờ trèo lên trên kia đứng nhìn xuống là hoa mắt luôn. Tổng chiều cao của nó là từ dưới chỗ này lên đến đúng đỉnh này là 33 mét nha các bác. Anh báo công an là đã đo cái chiều cao của vách đá số 1. Năm 6.000 khối đá. Sau về chỉ sơ săn cái chỗ này là đi tốt rồi. Chỗ này thì sau thì sẽ múc đi. Vừa rồi bà con lấy đá ở đây, thế nhưng mà cái đá chỗ này nó hơi to, để chuyển vào trong cái phía chỗ cát thì lấy. Bây giờ di chuyển đi, di chuyển vào trong ao ông giáo. Giờ thì mấy anh em sẽ di chuyển vào trong ao của ông giáo. Sắn à? Sắn của nhà ai đấy? À, nhà thề à? Dư đang khao khát ao như của ông giáo rồi lắm. Ok, ông giáo kia. Mưa hôm nay khéo ao của Dư khéo nhiều nước rồi đấy. Đi đường này dễ sang hơn. Đấy là cái gì đấy? Ống nước. À, nước bắt từ đây về à? Cỏ mọc ra à? À đây ơi. Đây thấy mọc rồi. Mọc hết rồi.
Đấy, sau này thao hồ vặt xuống cho cá. Cả các cá chua đấy. Xin chào. Wow. Hoàng nay lần đầu xuống ao này ấy, đúng không? À, lắp cái dọ này rồi à? À, đúng rồi. Lắp này có rác giữa thứ thì mình cào nó đi cho nó dễ. Dư thấy thích chưa? Hả? Dư xuống liệu ngập đầu không nhỉ? Nhưng mà Dư biết bơi không? Hả? Sợ anh Mạnh bảo xuống tắm à? À, ý là tháng 4, tháng 5 là anh biết bơi. Còn tháng cuối năm là không biết bơi. À đấy, vớt hết lên đi này. Hôm nay vẫn không nhìn thấy cá nhỉ? Hay nó thấy người nhỉ? 2 năm sau nữa là có cá ăn rồi. Mấy tháng rồi, ao này chỉ mấy tháng. Ao này chỉ tầm khoảng độ 8 tháng đến 1 năm quay lại làm gì, mấy năm có cá. Mấy năm thì mới to, mấy tháng thì cân 2 cân thôi. Đây nha, cả Dư nữa nha. Đây này, ông giáo là ông chỉ có thả cá chấm thôi. Nhớ ấy, đừng có thả cá thần, cá thiếc gì, hiểu chưa, cá bỗng. Bởi vì những cái cá đấy là kinh tế nó rất là cao rồi. Thế nhưng mà mình không thể có lực để mình chăn thả nó đến hàng vài năm được. Đấy, mình phải thả những cái loại này tốc ký xuống thì mới có phát triển kinh tế được. Trong vòng mấy tháng, một năm thôi là đã có cá bán rồi. Nhớ nhá. Không có lúc lại cứ thích cả thả cá đấy. Cá đấy là phải những người ta tiềm lực kinh tế người ta cao rồi người ta mới thả được. Còn nói để về nguồn nước như này là thả cá bỗng, cá thần đấy là rất là tốt đấy. Thế nhưng mà kinh tế mình chưa có. Ao của ông giáo này nhất đấy. Nhất à? Nhất. Anh Sự múc có khác nhỉ? Đúng rồi. Kể cả Dư to gấp đôi nhưng mà không kề được, kiểu này cũng không đẹp mà này. Ao giáo thì là đúng một trong những ao đúng. Bây giờ là như kiểu ao của đại gia rồi. Kề được kiểu này là nhất rồi. Hoàng biết bơi không nhỉ? Hoàng biết. Hoàng nay là lần đầu tiên đấy thăm ao ông giáo. Hoàng thấy ông nó bơi giỏi lắm. Bây giờ thấy tôi Hoàng bơi là tháng này không biết bơi hả? Anh Sự xuống đến chỗ này là vút đầu rồi này. Đúng rồi. Anh không biết bơi, cứ chìm xuống này. Anh Sự là cao 1m32 nhỉ? 1m32 đúng không? 1m4. 1m4 à? Đợt nọ là bảo 1m5 nhưng mà đo chính xác là có 1m32 này. Mới khơi cái này à ông giáo? Vâng. Này kéo khơi thêm xuống tí nữa cho thấp, cho nước vào cho mạnh. Hả? Đấy cho tôi tầm khoảng độ 5, 6, 70 phân nữa. Sao tầm này được rồi, sau này mưa lũ nó còn... Hôm nắng nắng là có thấy cá nó lên ăn không? Nắng thì nó mới lên, sáng sớm thì nó mới lên. À. Giờ này thì nó không lên. Mưa phùn phùn như này là nó không lên đâu. Đám này chưa gieo mạ à? Đây nhiều trước cũng có các bác là sao nói Mạnh là không mở hẳn rộng ao ông giáo ra ăn đây. Các bác cũng biết là đến mùa lũ là cái khu vực suối này nó nước nó rất là to. Thế nên là để đảm bảo nhất cho ao ông giáo là chỉ có làm được đến đây thôi. Bởi vì là rất là lo, bởi vì là nước không may nó xéo theo đường này. Ngày trước là khi lũ to về là nó tràn băng hết qua đây. Bà con ở Lũng Cáng đang mong mỗi nhà có được một cái ao như này đấy. Lá sắn ở ngoài này nó mọc chưa? Cây sắn cắm rồi này.
Thế có mầm lên chưa? Mùa này có phải mùa mầm đâu. Cỏ thì mọc rồi, nhưng mà sắn thì chưa. Sắn thì phải tháng 2. Đợt này cây trắng trắng này có nhìn như kiểu nảy mầm mới này. Nhưng mà phải tháng 2, nó mọc mầm nhiều. Còn trắng trắng này không có đâu. Dưới suối này giờ cá bống còn nhiều không? Trèo đồi ấy. Trẻ con nó câu nhiều quá à. Đây, gà chích chích ấy. Chích chích gà này. Đi hái rau dớn này. Hôm nay làm bữa rau dớn đi. Nãy sẽ ăn cơm ở lán nhà ông giáo. Còn rau dớn không nhỉ? À. Đi kiếm bữa rau dớn. Nó phải còn đẫn. Không lên được. Bây giờ cắm nguyên cái đầu này làm sao mà lên được. Nó phải có hai đầu. Nó cắm kiểu này thôi. Ở đây cắm cái này thì nó vẫn phải hết xuống dưới như này. Không hết. Tầm này thôi, vẫn sống. Đấy, cây đấy chắc may mắn rồi. Nhưng mà 100 cây thì nó tầm 99 cây vẫn sống mà. À dạ. Ở trên quần đá này. Ông giáo sau này làm cái lán ở khu vực này nữa thì tuyệt vời. Cuộc sống sau này là rất là đơn giản thôi. Có ao, có ruộng, có lán, có nhà cửa, có gà. Thích lắm. Đây, rau dớn đầy rồi. Còn hoa đu đủ không? Đây là lên trên khu này này, nhiều rau dớn lắm. Ôi. Hoàng cẩn thận nhá, hái vào cây dương xỉ ấy. À, nó cứ chui chui ở trong cái hang này. Mới được có ít thế thôi à? Đấy, cái này non này. Trâu nó cũng ăn mất nhiều quá. Đâu Hoàng xem nào, xem được cận nào không? Nó có bị rác bịt vào nhiều không? À. Chỗ này thì quá đảm bảo. Đây lên trên này. Đi theo ven suối này. Chỗ đấy là dương xỉ ấy Hoàng. Dư để cho mấy anh em hái dư bứt ngọn cây đu đủ đi. Hoa đi.
Tới không? Lấy nguyên hoa nhá. Ấy, ngon lắm. Hiểu đồ không? Này tí lấy cả cái cứng của nó. Cây này bẻ ngọn được ấy. Đấy củ ngon lắm. Bẻ ngọn đi, cho nó thấp xuống. Bẻ cả ngọn luôn à? Bẻ cả ngọn đi. Làm nào lấy được cái củ ấy. Ấy. Lấy củ ăn ngon. Đấy đấy đấy. Ồ. Lần này được rồi. Đây, củ này ngon lắm. Tí nấu canh đắng. Mấy đám này sau cấy hết chứ ông giáo? Mấy đám này sau cấy hết chứ? Vẫn chưa bừa à? Khéo đủ rồi chứ? Được rồi anh Sữa. Lấy nguyên hoa thôi nhá. Nay ăn sang sang tí nè. Liệu rơi không đấy? Tí cái này cho xào với cả hoa đu đủ. Ăn ngon lắm. Thì là ăn sống được luôn mà. Ngon lắm. À, đấy cứng cứng này. Đấy. Giòn. Đấy, trên đấy, trên nhiều cứng lắm. Đấy. Đây. Nó có một tí củ củ này ăn ngon lắm. Mưa tốt thật luôn này. Mưa thối hết lá rồi. Này dư. Ô sổ con hò. Ở trên kia. Đây, nguyên hoa này. Không đi được. Hoa này là không để làm giống chứ đúng không? Đấy. Để lấy hoa cho con ông về thăm và đi nuôi con nó. Đây, đoạn cứng này. Này ông giáo. Thôi được rồi đấy, nhiều quá. Đấy, mỗi người một nắm này là được rồi. Đây, tăng cường thêm một ngọn này nữa. Được rồi anh Sữa. Hoa mang đỗ lên để nhặt đi. Ôi dồi. Thủng chân hết rồi. Hỏng hết rau của ông rồi. Hỏng hết rau à?
Khéo lại chảy máu chân. Chảy máu chân rồi. Chảy máu luôn à? Anh Sự khả năng năm nay đen rồi, bị cả tay lẫn chân. Đen nhiều quá. Thôi vào đi. Đâu hai con nào nó quánh nhau? Hai con trống giả. Đây này, đây này. Bắt ngay con này cũng được à? Đâu ép vào đi. Lên đi ông giáo. Kìa 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 kìa. Anh Sự chạy đi. Đây này, hai con này nó đả nhau này. Con nào cũng được. Hai con này nó bằng nhau mà. Kìa kìa. Hoàng chạy lên trên kia đi, đón đầu đi. Kìa kìa, nó đang yếu mà. Kìa kìa, ép vào. Không sao. Kìa 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 kìa. Kìa kìa kìa. Kìa kìa. Kìa anh Sự vào đi. Kìa. Đấy kìa kìa. Ông giáo ở đéo ủng như kiểu không chạy được ấy. Kìa kìa, nó xuống dưới rồi. Nó xuống dưới này. Đấy, vào chỗ rậm rậm nó sẽ rúi ở đấy đấy mà. Quay tròn tròn vào. Quay nó tròn tròn vào. Đừng có đi dàn hàng ngang ra này. Hoàng đi vòng đường kia, đừng đi hẳn ra ngoài ấy. Ép vào đi, nó vừa chui ở đây rồi. Thấy chưa? Đấy à? Kìa, anh nhìn rõ đỏ đỏ kìa ấy. Đấy, trước mặt đấy. Đấy, đấy, nó lại chạy ngược ra ngoài rồi. Đấy, đấy bay bay à. Bay ngoài rồi. Đây, đây, nó đang ra chỗ rộng à. Nó chạy về bên lán rồi. Phi đi. Lại sang tít bên kia rồi. Thấy chưa? Nó lên theo đàn nó rồi. Đấy đấy, à, đâu à? À đấy. Đúng nó gì? Đúng nó đấy. À. Đả nhau tái hết mặt đi đúng không? Hả? Bảo nó đả nhau tái hết mặt đi phải không? Đâu xem nào. À này có cựa rồi. Đấy. Cựa nó dài nhỉ. Cân nào. Được bao cân? Đừng bảo lại 2 cân nhé. Hả? 3 cân. À 3 cân cơ. À được rồi, được 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 được. Đỗ tí thái chéo à. Đỗ nhà chú xì ấy. Đây này làm hết củ sắn này của anh Sự. Cùi to á. Cùi nó bự lắm. Yeah.
Lâu rồi không ăn làm bánh sắn, lần trước làm bánh sắn ngon. Hà Nội đấy á, giờ to quá. Cần rộng cần tốt. Ô không không, cái này thôi. Xong tí nó giá luôn đấy, nhờ. Đấy, thái này nó bị ngấm này. Anh em sau làm cỗ làm kiếc rồi làm kiểu này lên mâm nó mới đẹp mà ăn mới ngấm. Thái hết cả đoạn dưới này đi anh Sử. Vâng. Có hết đoạn này này. Anh Sử là không ngồi xổm được nhỉ. Vâng. Không là như là ngồi xổm rất là. Hả? Thôi thì bắt trong đi á. Chỉ gì rồi. Xem nước được chưa để ngâm củ cải không giáo? Rồi nha. To như củ đậu của nhà anh Sự ấy. Đúng rồi. Cho vào nồi đấy nhỉ? Đấy, cho nồi đấy. Nồi này như kiểu là ông giáo nấu mèn mén đây à? Cháo mèn mén à? Ngon đấy. Củ này đúng vĩ đại luôn. Thừa một nồi luôn. Nhiều quá nhỉ. Cái này có dây dây không ăn nữa nhỉ? Đoạn đấy bỏ đi, lấy nguyên đoạn ngoài ngoài đó. Giòn tan, giòn tan. Đây, ngâm củ cải đi. Này củ cải thì còn chỗ này. Hôm nay ai được túi nhỉ? Không biết được. Đây là anh nhá. Đây là củ cải khô Đồng Văn nha các bác. Tất à? Ừ. Ăn hết đi chỗ này. Tất luôn à? Ừ, ngon mà. Đấy. Qua đây Mạnh cũng xin giới thiệu một ít những cái sản phẩm Mạnh đang gửi cho các bác qua kênh. Đây là sản phẩm mọc nhĩ rừng nha các bác. Với sản phẩm mọc nhĩ rừng này thì bà con đi lấy ở trên rừng về. Với cái sản lượng mọc nhĩ rừng này là Mạnh có ít thôi. Cái này là nó rất mỏng nhưng mà nó lại rất là giòn luôn. Đấy. Và đây là Mạnh có cái măng dối. Măng dối này là măng dối nứa, làm nguyên ở cái phần ngọn, rất non và giòn nữa. Còn đây là nấm hương rừng. Đấy. Bà con đi lấy về thì cũng cái to cái nhỏ, không có cái đều chằn chặn. Đây là còn măng bẹ. Gọi là măng nứa rừng nha các bác. Đấy. Cái này bác hầm xương này, hầm khoai này, gầm xương bay, xương ống, xương sườn, nội dung tất cả các loại xương. Đấy. Xương tà bù xiển luôn, do các bác tài trợ. Đấy. Ngon nhất là xương ống. Đấy. Còn Mạnh cũng xin công khai về giá luôn nha các bác. Là cái mọc nhĩ rừng này là Mạnh đang gửi tới cho các bác là 400.000 một kg bao ship. Còn cái củ cải này là Mạnh đang gửi tới cho các bác là 180.000 một kg, cũng bao ship.
Và cái măng dối này thì Mạnh gửi tới cho các bác là 350.000 kg bao ship nhé. Và cái măng nứa rừng này Mạnh gửi tới cho các bác là 400.000 một kg cũng bao ship. Và cái nấm hương rừng này thì Mạnh gửi tới cho các bác là 500.000 một kg bao ship nhé. Với tất cả những cái sản phẩm thì Mạnh đã lựa chọn rất là kỹ càng rồi. Cái này là ăn vào người nên là Mạnh đã lựa chọn cực kỳ là kỹ luôn. Đấy, rất mong các bác ủng hộ cho Tất Mạnh. Nếu các bác yêu quý Tất Mạnh thì liên hệ tới số điện thoại 0368 369 007. Số điện thoại này là số điện thoại của bạn Hường nhé. Bạn ấy sẽ gửi những cái sản phẩm này cho các bác đón Tết năm 2024. Rất mong là các bác ủng hộ cho Tất Mạnh. Các bác cứ yên tâm. Đấy, Mạnh khẳng định với các bác là những cái sản phẩm Mạnh gửi cho các bác là toàn đồ sạch, sạch 99,9%. Đấy. Này sự này được túi đấy. Thích đấy. Cho vợ đi nắm cơm. Nắm cơm à? Liều á. Đấy. Vừa ngay là hình sự là bị nhọ mặt, vừa lau sạch sẽ rồi. Anh không nhìn thấy đâu. Đấy. Đảo hết lên. Sắn luộc là cứ phải cho tí muối vào, ăn tí nữa mới ngon. Dã được à? Dã được. Đấy. Sắp thành bánh dày đấy. Giá thành bột thì lại tí nữa rán ngon. Thổi tên là bánh dày. Ngon chưa? Tí cho ăn rán nữa thì tuyệt vời luôn. Anh sự phải giữ hai tay vào, đừng lắc nồi. Cái quay nó hỏng luôn. Lỡ đấy. Chân như cạnh người đây đấy. Đấy. Nữa đi. Chưa được đâu. Món của anh Sự này liệu ổn đấy? Thử xem đấy. Phải dạ. Cho tí dính hết vào nhau. Dư xem xào đi. Xào đỗ mấy quả củ cải đi. Kéo được đấy. Đây chỗ này được thêm một viên nữa này. Không được đẹp mấy. Ăn ăn được. Đây chỗ này thêm được một viên nữa này anh Sự này. 6 viên mà. Hôm nay thì ăn chay nha các bác nhá. Đó. Con này hôm nay là nó làm bay bộ lòng. Này phải tăng ga lên anh Sự ơi.
Dư nay xào củ cải mấy cả đỗ chay à? Ăn chay. Đây nó ăn mất rồi. Nó ăn trước rồi. Mất hết à? Hết mưa rồi. Ra được rồi à? Bỏ ra rồi à? Đấy à, ớt đây. Ôi, chú Sỉ phải tăng cường thêm tí ớt nữa đi. Ớt trên này vẫn còn mà. Còn. Tăng tí nữa. Vâng, cho thêm mấy quả nữa đi. Này, ít quá, chưa đủ độ cay. Đấy. Ớt làm kiểu này thơm lắm. Như nướng luôn. Quá thơm. Ăn này tí thông mũi lắm à. Nguyên hoa. Cái này chỉ cần sủi lên cái là bỏ ra luôn à. Vâng. Đây à, món này của anh Sự sắp được rồi à? Sắp được đấy. Đấy. À, đấy. Còn đấy. Còn chưa? Đấy. Úi dồi ôi. Bánh này mang đầu cầu là bán được rồi đấy. Đúng rồi. Đấy. Quả này chưa là được. Quả sắp được rồi đấy. Được. Đấy à. Đấy. Bây giờ đây, mấy quả là ngon. Đang làm món gì xèo xèo ấy? Đỗ này ăn ngọt lắm. Anh Sự này ăn chay rồi nhá. Ăn chay. Ăn tạm ra một bữa các bác. Ngon chưa? Thơm chưa? Trắng bớt. Thơm. Ngon lắm. Ông giáo xem chặt gà chưa? À, đang chặt gà rồi à? Không. Đấy à. Ui. Gà được đấy nhờ. Ua. Gà này này như kiểu gà đen đấy nhờ. Ui. Ngon chưa? Ui. Đấy à. Ớt của Hoàng này thì vô địch chứ. Ớt nhỏ nhem này. Gà đen rang đen. Ngon chưa? À, quả đau răng đây à? Đưa xem nào Hoàng ơi, thử test nào, test nào. Ôi xô. Oh, này ngon lắm ơ. Đó. À. Dạ, dạ rồi. Tuyệt vời luôn. Em củ cải của anh Sự nào? Còn mỗi món củ cải này được đúng không? Được rồi. Tăng hết gà hết số lên. Tăng hết đấy. Bây giờ gà đang lên bốc ẩm ấy.
Khoảng sắp bát đi. Cả này nhìn như thịt trâu ạ. Đây, món bánh ấy, bánh hình chữ. Bằng chữ này. Bằng chóe à? Rau rừng này. Rau dớn xào với cả lá đu đủ này là tí nữa là không còn vị của lá đu đủ luôn. Kiểu thứ ạ. Nó kỵ nhau. Này sắp được rồi đấy. Đây à, gà nó về ăn rồi kìa. Đấy. Nhìn thích chưa? Đây là gần này là tất tần tật gà của nhà ông giáo đây à? Vâng. Này còn hơn chục con thôi nhỉ? Vâng. Này giờ nó lai hết gà rừng rồi đấy. Thích chưa? Cảnh ao này, gà này, trâu này. Gà ăn nguyên ngô hạt không? Này được rồi đây ông giáo ạ. Rồi, cơm đây, cơm đây. Nó mỏ à. Bánh sắn đây. Nó lóc vào chảy. Này, ăn giòn lắm này. Chú gì đâu rồi? Chú gì vào đi. Nó mỏ. Hoàng. Vâng ạ. Vào vị trí ẩn nấp đi. Cơm đây, cơm đây. Cơm đây. Cơm đây. Anh sư ơi cho cái này vào đây một tí. Canh à? Cho canh vào. Này bát chấm này nhìn như bát than. Này nó nướng mạnh tay quá. Ôi. Này, Quảng ơi. Cái này nó là ớt khô nên nó đen đen này. Rồi, cơm đây, cơm đây. Cho mời chú Dìn nhá. Mời tất cả mấy anh em đấy. Mời các bác cơm đây. Vâng. Ồ,
đỗ xào đây, đỗ không người lái. Hoàng thích củ cải, ăn củ cải mạnh mà. Đây thịt gà ngon, gà như thịt trâu luôn. Thấy chưa? Dư mấy anh sự hôm nay có bản thủ tí phao câu không? Hôm nay nhường cho Dư. Ai à, hai người hôm nay nhường nhau à? Đây cưỡng rau cải, cưỡng này ngọt lắm. Bánh sắn đây, ngon lắm. Này anh Sự bảo con gái làm bánh sắn này mang đầu cầu bán được ấy. Được mà. Đã thử chưa? Chưa. Bởi vì dễ bán đấy, cái này ăn nó sạch mà. Ăn ngon. Ngon mà, rồi. Ngon lắm. Cái gà. Gà thích không? Như thịt trâu. Nay gửi tiền ông giáo thịt gà này. Cảm ơn nhá, con gà này ngon đấy. Gà này giáo cựa dài đến 2 phân. Gà này như gà rừng mà ông giáo còn nuôi gà kiểu lớn lớn gà ra đấy nhỉ. Gà của ông giáo này chắc kéo về hơn 2 năm rồi chứ nhỉ? Vâng, 2 năm rồi. Hoa ưu đủ hôm nay là không còn vị đắng nữa. Hết sạch luôn. Hết sạch. Cho cái ấy này mà. Kỵ nhau ơi. Kỵ nhau. Đó. Rau dấn với hoa ưu đủ là cho vào không đắng. Bánh sắn ngon lắm. Mới chấm thêm tí ớt này nữa. Mấy anh em ăn no nhá. Chú gì ăn đi, tự nhiên đấy. Thôi qua đây Mạnh cũng xin kết thúc video tại đây và hẹn tất cả các bác vào những video tiếp theo. Rất mong ông giáo là sau là sẽ phát triển ao với cả cái những cái mô hình VAC làm sao mà kinh tế sau này cho thật bền vững. Cả như là em Dư nữa, em Dư thì đang trong những cái giai đoạn bây giờ mới là giai đoạn khai hoang thôi.